Ok, xin chào các bạn. Bây giờ mình sẽ làm một cái trải bài, đó là ai sẽ là người sưởi ấm trái tim bạn năm 2022 với ba tụ bài. Tụ bài thứ nhất ha sẽ là cái hộp này màu tím ha. Romantic. Rồi. Tụ bài số 2 sẽ là Rose Sexy. Rồi, tụ bài số 3 sẽ là Skin Nourish Lavender bạn ha. Rồi bạn có thể bấm đứng màn hình lại để chọn cho mình một trong ba cái này. Xong rồi chúng ta sẽ đến với lại cái tụ bài số 1. Được chưa bạn ha? Ha? Ok. Ai sẽ là người sưởi ấm trái tim bạn năm 2022 ha. Đây là trải bài chung ha bạn ha. Ok, với cái tụ bài này thì mình sẽ nhìn thấy được là bạn sẽ tìm kiếm được một cái năng lượng nó rất là mới mẻ và nó rất là sâu sắc, và cũng như là một cái năng lượng mà mình cảm thấy rằng là nó sẽ là một cái chìa khóa để bước vào tất cả cái cuộc sống của bạn. Cái mối quan hệ này mình nghĩ nó sẽ rất là tốt. Ok, mình nghĩ là cái người này sẽ xuất hiện, một cái người mà mình nghĩ là, một là cái người này sau bao sóng gió người này sẽ xuất hiện, hai là cái người này là người mới ha. Đó, thì mình thấy cái người này rất là thương bạn, thương ha, mình sẽ gọi là chữ thương. Và mình thấy là bạn sẽ được rơi vào một cái cảm xúc mà nó rất là tuyệt vời. Và cái tụ bài này á, mình thấy tốt ở một cái năng lượng của bạn nữa. Đó là một cái năng lượng về việc là bạn biết yêu thương bản thân mình ha. Vì chính vì cái việc bạn yêu thương bản thân mình cho nên là cái người này đến á, rất là thân thiết với bạn. Cái người này á, nếu như mà bạn có kết nối, bạn đã có gia đình, thì cái người này có thể là cái người hôn phối, cái người phối ngẫu của bạn. Nếu bạn chưa có gia đình thì mình thấy cái người này đến với một cái năng lượng là muốn kết nối lâu dài với bạn ha. Đó, và cái trong đây có năng lượng của nữ cung song ngư cửu giải bọ cạp nè. Đó, hoặc là cung nhân mã nè. Nhưng mà cái năng lượng này là rất là nhiều cái đam mê. Giống như là mình đã nói rồi, nó rớt xuống một cái năng lượng rất là sâu sắc bạn ha. Tức nghĩa là từ tận trong bên trong á, là mình sẽ cảm thấy được cái năng lượng dành cho nhau nó rất là rõ ràng và nó rất là tuyệt vời. Người này cũng có thể là cung sử nữ, mà người này cũng có thể là người cũ đó. Hoặc là sau cái thời gian bạn thức tỉnh trong cái mối quan hệ với cái người cũ đó, thì bạn sẽ gặp cái người mới này. Đó là như vậy ha. Nhưng mà mình cảm giác thấy rằng là trước khi mà bạn gặp cái người này thì bạn cũng đã có một cái quá trình thức tỉnh, một cái khoảng thời gian mà bạn không có dung nạp được bất cứ điều gì vô, mà bạn chỉ có thể dậm chân tại chỗ hoặc là rất là chán. Thì mình cảm thấy nha, cái người này cái khả năng rất là cao là người mới nha. Đó, mà cái người này khi mà đến với bạn á, thì cực kỳ là nồng hậu. Tại vì mình cảm giác giống như là họ là cái người mà họ rất là muốn cái tình yêu của bạn, cũng như rất là thích, rất là thương bạn. Giống như bạn giống như là viên kẹo ngọt vậy đó. Ở đây ha bạn ha. Đó, how lovely you are nè. Đó, cảm giác là cái người này họ xem bạn, cái năng lượng của bạn á, là họ muốn kết nối với bạn. Cho nên là nếu bạn không từ chối cái người này thì mình thấy là cái người này sẽ rất là tuyệt vời để bước vào cái cuộc sống của bạn. Tại vì mình nghĩ rằng khi mà bạn xem cái tụ bài này á, cái ở cái thời điểm mà bạn gặp người này á, bạn cũng có một cái giai đoạn giống như bạn ở trong cái vùng an toàn của bạn. Bạn chưa rời khỏi được cái không gian, cái khu vực đó. Và cái không gian khu vực đó chính là cái không gian khu vực của cái tâm thức bạn đang diễn ra ha. Có thể bạn vẫn còn nghĩ về một ai đó, một cái sự mơ tưởng về một ai đó, một cái cảm xúc về một ai đó. Đó, cho nên là cái tâm thức của bạn nó đang hiện những cái điều như vậy. Đó, và khi bạn gặp người này á, người này khả năng là người mới. Cái người này bước vào cuộc sống của bạn rất nhịp nhàng ha, rất là nhẹ nhàng, rất là đơn giản. Có thể họ cùng chung với bạn một cái sở thích, một cái công việc, một cái gì đó. Và khi họ kết nối với bạn á, có thể là bạn với cái người này giống như có thể là
khi mà bạn kết nối với cái người này, giống như họ giúp cho bạn thanh lọc cái cảm xúc của bạn, họ giúp cho bạn tải bỏ những cái cảm xúc cũ, họ giúp cho bạn có một cái năng lượng mà nó tràn đầy cái cảm hứng trong cái cuộc sống, mà mình cảm thấy là cái sự cái tràn đầy cảm hứng trong cuộc sống này nó mang lại cho bạn sự bình yên và cái sự gọi là nhẹ nhàng ha. Đó, có nghĩa là bạn sẽ không có phải lo lắng hoặc là sợ hãi phải đấu tranh bất cứ điều gì mới có tình yêu. Hoặc là thật ra thì cái tụ bài này nó nói về cái vấn đề là cái người này đến sưởi ấm cái trái tim của bạn á, là kiểu giống như là cái tình cảm này á, nó mang nhiều cái sự cao quý lắm, là cái sự hy sinh, là cái sự yêu thương, là cái sự chia sẻ trong cái cuộc sống, chứ không phải đơn thuần chỉ là một cái tình yêu. Đó, giống như họ có thể là đến để giúp cho bạn nhận ra là bạn cũng được cái sự trân trọng của người khác, cũng được yêu thương, và bạn kiểu giống như là bạn kết nối với đúng cái người mà mình cảm thấy là cái người này có thể là đi đến cái kết hôn với bạn luôn á. Đó, trong cái trường hợp mà bạn chưa có kết hôn á, nói chung là mình thấy cái năng lượng này thì cũng rất là khớp với cái việc là bạn đã sống quá nhiều với lại cái phần bên trong, cái cảm xúc bên trong, mà đã đến lúc bạn bước ra, bạn take action, bạn hành động, bạn phải bước ra khỏi cái vùng cảm xúc của mình đó, và bạn có một cái hành trình mới, một cái giai đoạn mới, một cái sự làm mới cái cuộc sống của mình, cái sự thay đổi suy nghĩ của mình đó. Thì cái năng lượng này á, là như vậy. Mình cảm thấy là khi mà bạn đến với người này hoặc bạn tương tác với cái người này là với cái cảm xúc thật sự bên trong của bạn, chưa chắc gì bạn đã yêu, nhưng mà cái cảm xúc thật sự của bạn là bạn có thể kết nối với cái người này, là cái lúc đó bạn cảm nhận như thế nào. Bạn không phải là không phải dối lòng, cũng không phải là cố tình để mà quen người này. Nói chung mọi thứ mình cảm thấy nó rất là đơn thuần và rất là nhẹ nhàng đó, cho nên là kiểu giống như là thật sự là mình cảm thấy giống như gọi là đúng người đúng thời điểm. Nhưng mà ở đây thì mọi thứ nó không phải kiểu là dồn dập, mà mình cảm thấy nó rất là từ từ, nó rất là từ từ ha. Nó rất là kiểu, không phải từ từ mà nó rất là lạc khớp, nó rất là nhịp nhàng vậy thôi. Đó ha. Và mình nghĩ rằng là những cái năng lượng này nó rất là tốt, nó mang lại một cái gì đó thanh khiết, thanh tẩy, thuần khiết, giải phóng. Nó mang lại một cái dòng nước, và mình cảm thấy cái dòng nước đó nó sẽ giúp cho bạn có một cái sự trong sạch trong cái cuộc sống của bạn, gột rửa hết những cái điều trong quá khứ hoặc những cái khó khăn, những cái mệt mỏi đó. Và mình nghĩ cái người này cũng xem bạn là một người đặc biệt, thì bạn cũng sẽ phải giống như là mình cũng thể hiện họ cũng là một người đặc biệt trong cái cuộc sống của mình, thì cái điều đó nó sẽ rất là tuyệt vời cho cái câu chuyện tình cảm giữa bạn và cái người này ha. Đó là cái lời khuyên của mình cho cái câu chuyện của bạn ha. Và tìm hiểu thêm những cái thông tin đó, có thể là lúc ban đầu là mình cũng ưng rồi, nhưng mà mình cần tìm hiểu thêm cái thông tin, thì là mình cần thêm thời gian, thì điều đó cả hai người đều có thể cho nhau những cái khoảng thời gian cho đến khi nào mà mình cảm thấy mình muốn say yes, hoặc là mình muốn bộc lộ cái tình cảm của mình. Đó là như vậy ha bạn ha. Rồi, mình sẽ kết thúc cái tụ bài số 1 ở đây. Các bạn trả bài riêng thì inbox dùm cho mình. Cảm ơn nha. Nhớ like cái video này ha bạn ha. Và nhớ đăng ký kênh dùm cho mình. Cảm ơn các bạn. Bây giờ mình sẽ đến với cái tụ bài số 2 ha. Cho cái tụ bài số 2 đi bạn ha. Tụ bài số 2 ở 9 phút nha. Rồi, ở đây thì nó có nói là ở trong đây có một cái năng lượng nho nhỏ, đó là hãy làm những cái điều mà bạn, hãy yêu những cái điều mà bạn làm, và bạn hãy làm những điều mà bạn yêu. Tập yêu những cái điều mà mình làm. Ở đây thì cái năng lượng này nó nói về một cái người sưởi ấm trái tim bạn, thì cái người này có thể là giúp đỡ bạn trong công việc, giúp đỡ bạn trong công việc nhà. Cái người này có thể có những cái tương tác với bạn thông qua email, thông qua những cái cuộc email ha, thông qua những cái vấn đề về message với nhau đó. Và mình nghĩ rằng là cái người này đến trong cái khoảng thời gian mà bạn gọi là
Ở đây thì mình thấy cái năng lượng là bạn kết nối rất là mạnh mẽ với lại những cái năng lượng nguồn nguồn năng lượng cao của vũ trụ. Và mình nghĩ là bạn đang come home, bạn đang về nhà. Bạn đang về nhà trong chính bản thân của mình á ha. Bạn ở đây khi mà người này đến sẽ mang đến cho bạn những cái năng lượng sáng tạo nè, sẽ mang đến cho bạn những cái cảm xúc về cái mặt trái tim nè. Có nghĩa là có thể họ chạm vào được trái tim của bạn nè. Họ thực sự là thấu cái trái tim của bạn giống như kiểu như là bạn ưng á đó. Và mình nghĩ rằng là cái người này đến cũng mang một cái năng lượng khá là cao đến cho bạn. Thì mình thấy cái người này với bạn thì rất là tươi trẻ, trẻ trung, rất là gọi là bắt những cái năng lượng, những cái tần sóng nó rất là thơ ngây, rất là vui vẻ, rất là hồn nhiên ha. Và mình nghĩ rằng là ở đây thì nó có một cái năng lượng là bạn với cái người này đôi khi cũng sẽ dễ bị vướng phải những cái vấn đề lùm xùm trong cuộc sống, hoặc là đạo đức trong xã hội, hoặc là ba mẹ hai bên không đồng ý. Nhưng mà cái năng lượng của cái trải bài này thì nó lại rất là tích cực luôn, cho nên là bạn không cần phải lo lắng. Và ở đây vũ trụ cũng nói với bạn rằng là hãy tích cực về cái tình yêu của chính bản thân mình, hãy gọi là hãy suy nghĩ cởi mở và rộng rãi, hãy bỏ cái mặt nạ của mình xuống để đối diện với tất cả. Và mình nghĩ là bạn với cái người này, nếu mà cái người này sưởi ấm bạn thì cái người này với bạn á sẽ có những cái giai đoạn nó đánh dấu cái cột mốc trong cái cuộc sống của cả hai người. Và mình nghĩ là cái câu trả lời dành cho bạn đó là say yes. Người này có thể là cung kim ngưu nè ha, và cái người này có thể là cung bạch dương như mã sư tử, hoặc là cung bảo bình nè đó. Và mình thấy là trong cái mối quan hệ này có một cái năng lượng đó là người thứ ba, được chưa? Bạn với cái người này, hoặc chính bạn là người thứ ba, hoặc là bạn với cái người này là không phải là chính thức với nhau đó, thì nó có cái năng lượng đó. Nhưng mà không phải ai cũng vậy bạn ha. Đây là cái trải bài chung mà, cho nên các bạn đón nhận cởi mở. Và ở đây là nói thật là sưởi ấm trái tim bạn thôi, chứ không phải là mình cũng chưa nói gì về cái việc là như thế nào hết. Có thể là trong một cái khoảng thời gian nào đó, cái người này họ giúp đỡ được bạn trong lúc bạn khó khăn, hoặc là họ giúp đỡ những cái kiến thức, hoặc là họ chỉ dẫn bạn bước qua những cái giai đoạn khó khăn, hoặc là họ có thể là giúp cho bạn là củng cố lại cái năng lượng của mình, như họ hỗ trợ bạn trong cuộc sống đó. Thì cái người này á thì mình cảm thấy là họ đồng hành với bạn làm một cái việc gì đó, làm những cái việc gì đó trong cái cuộc sống đó. Và hoặc là cái người này đến á, là sau cái khoảng thời gian mà bạn ly dị, bạn chia tay, bạn bạn bùng nổ, bạn không tin tưởng một ai đó đó, và bạn có cái năng lượng, cái sự giúp đỡ của cái người nam này ha. Thì trong cái câu chuyện này nó cũng có những người cung kim ngưu ma kết xử nữ, cung bọ cạp đó, và nó có nhân mã đó, bạch dương mã sư tử giống như mình nói vậy đó đó. Thì mình nghĩ là cái người này là soulmate của bạn. Cái người này thì với bạn có thể là mặc dù là họ sưởi ấm cái cuộc sống của bạn, nhưng mà giữa hai người cũng rất là nhiều những cái vấn đề cần phải phải cố gắng phải vượt qua, tại vì nó không thể nào mà nó suôn sẻ. Có thể mình bắt với nhau những cái năng lượng nó tuyệt vời, nhưng mà ở những cái thời điểm nào đó nó chông gai, nó khó khăn trong cuộc sống, thì nói chung là mối quan hệ giữa bạn với cái người này nó sẽ hơi có gấp khúc, hoặc là hơi có bất ngờ, hơi có những cái cảm xúc, hoặc là những cái vấn đề mà nó hơi gấp khúc, nó không báo trước, nó không có lại, nó không có mềm mại, nó không có lài lài, mà nó kiểu giống như là một cái đoạn dốc, một cái đoạn mà gập ghềnh sỏi đá kiểu là vậy đó. Và mình nghĩ là trong cái tương tác này thì hai người có hợp ý với nhau về những vấn đề nào đó, ví dụ như trong cái công việc làm ăn, trong một cái mảng nói chuyện về cái điều gì đó, nhưng mà cả hai người á thì có thể là hay cho nhau những cái lời khuyên, những cái chỗ dựa đó. Và bạn với cái người này nếu như trong năm sau họ sưởi ấm cái trái tim bạn vừa đủ, và bạn với cái người này mà có những cái chông gai, thì bạn hãy nhớ rằng hãy cố gắng tích cực, hãy cố gắng đừng phụ thuộc cảm xúc, hãy cố gắng đừng cảm thấy rằng là mình không tin tưởng điều gì nữa trong cuộc sống này. Đừng mất cái niềm tin vào trong cái cuộc sống, đừng mất niềm tin vào trong vũ trụ, và luôn luôn hiểu rằng là tất cả những cái điều này xảy ra nó đang đều bắt cho bạn một cái năng lượng, là nếu bạn chưa được năng lượng cao thì nó đều đẩy bạn lên một cái năng lượng cao, nghĩa là
đốc thúc bạn học bài học này, nó ép buộc bạn phải nâng cái năng lượng của bản thân mình lên, nhất nhất là vấn đề về việc là đối diện với nỗi sợ hãi của mình với một cái sự tự tin đó. Thì mình thấy là cái người này sưởi ấm bạn, và cái người này cũng sẽ giúp bạn đả thông cái luân xa trái tim, đó là cái trái tim của bạn, đó là những cái cảm xúc trong trái tim của bạn. Nếu nó bị nghẹn ngào thì bạn nên giải quyết những cái điều đó, bởi vì đó là bị mắc kẹt bởi cái nỗi sợ hãi đó. Và mình nghĩ rằng là cái năng lượng này thì nó đang hướng bạn lên những cái điều tốt hơn thôi. Nhưng mà vũ trụ say yes với bạn về việc là bạn sẽ thành công với cái mối quan hệ này, say yes với bạn, hoặc là bạn sẽ thành công trong cái việc tiến hóa bước lên một cái giai đoạn mới trong cái cuộc sống của mình. Bước lên một giai đoạn mới là giống như kiểu như là bạn sẽ hoàn tất cái con người của bạn nó tốt hơn đó. Thì có thể bạn mạnh mẽ hơn, có thể bạn sẽ có một cái chu kỳ đi cái đường dài với cái người này hơn, cho dù đây là chỉ là người soulmate giúp đỡ bạn thôi ha. Đó thì mình thấy là như vậy, bởi vì trong đây nó chỉ là đơn thuần là người nào sưởi ấm bạn. Ở đây nó không có một cái gì nói về cái chữ yêu hay là không yêu hay như thế nào hết á. Đó, có thể họ đến với bạn là đúng cái thời điểm họ phải đến thôi. Thì mình cũng cảm thấy rằng là họ đến để giúp bạn học một cái bài học về việc đối diện với lại cái nỗi sợ hãi của bạn, và bạn không có cô đơn. Bạn giống như là nó giúp cho bạn nghĩ rằng là mình không có cô đơn, những cái lúc khó khăn á, thì vũ trụ sẽ nhờ người ai đó sẽ giúp đỡ mình. Hoặc là có những lúc á, mà bạn bị kiểu như là tiêu cực á, thì cái người này có thể họ sẽ xuất hiện để họ kết nối với bạn, đó là như vậy. Thì mình nghĩ là người này đã xuất hiện rồi chứ không phải là người mới, thì mình cảm thấy là như vậy. Nhưng đây là trải bài chung nha, các bạn đón nhận cởi mở. Cố gắng hãy tích cực nhất có thể, cố gắng hãy trang điểm và soi gương, hoặc là kiểu như là làm đẹp mái tóc của mình. Thì bạn với cái người này trong cái thời điểm mà tương tác trong năm 2022 thì rất là dễ cho nhau những cái cảm xúc nhớ nhung á ha, giống như kiểu như là mình nhớ nhau á. Ok, mình sẽ kết thúc cái trải bài này ở đây ha. Các bạn xem trải bài riêng inbox giùm mình, nhớ like cái video này cũng như là đăng ký kênh ha, ủng hộ cho mình, cảm ơn các bạn. Bây giờ mình sẽ đến với cái tụ bài số 3 ha, là bạn nào chọn cái này ha, Lavender. Rồi, 17 phút 33 cho cái tụ bài số 3 này nha bạn nha. Ai đến để sưởi ấm trái tim của bạn, đó là một người soulmate của bạn. Và cái người này thì có cái sự thu hút về cái mặt bản năng giới tính hoặc là cảm xúc lãng mạn đối với bạn. Lãng mạn thôi ha. Lãng mạn tức nghĩa là tự nhiên mình thấy cái người này, cái phần linh hồn của mình á, nó nhận ra người này. Và cái phần gì biết không? Cái phần kiểu như là cái phần tính dục nó nhận ra nhau nữa, đó là như vậy. Và mình thấy rằng là cái người này xuất hiện á, là với một cái higher wisdom, với một cái năng lượng giúp cho bạn vượt qua cái sóng gió với người cũ đó. Và cũng như là cái người này á, thì cái người này thì giống như là phần thưởng của bạn sau cái khoảng thời gian bạn trông trên, bạn bị mắc kẹt với lại người cũ, hoặc là bạn đánh mất đi một phần linh hồn nào đó của chính bản thân mình ở trong cái cuộc sống, bởi vì một mối quan hệ mà nó gọi là nó im lặng, nó gọi là nó là một cái karmic, một cái karmic, những cái năng lượng đó nó không có được tích cực, nó không có được tốt đó. Và nó giúp cho bạn nhận ra là bạn xứng đáng được yêu thương. Thì với cái năng lượng này thì mình nghĩ rằng là cái người này là mang đến cho bạn khởi đầu mới. Còn nếu như bạn nào mà xem cái trải bài này mà bạn muốn có một cái khởi đầu mới với một người khác và bỏ đi cái người cũ là được. Rồi bạn muốn có tiền bạc thì là được. Bạn muốn có một cái gia đình kiểu là giống như có con thì là được ha. Và mình nghĩ rằng là nếu mà bạn chọn cái tụ bài này thì cái chặng đường năm 2022 của bạn để gặp cái người này á, thì nó là sau cái khoảng thời gian là bạn chông chênh với cái người cũ và bạn bị stress áp lực, hoặc thậm chí là bạn là single mom. Đây là cái năng lượng trải bài chung nên bạn đón nhận cởi mở. Và chắc chắn là cái người này sẽ là một cái dòng xoay mới cho bạn, bởi vì bạn đang bị down xuống. Giống như là bạn sẽ bị tuột xuống dốc, bạn tuột hết xuống dốc. Và bạn sẽ bắt đầu có những cái sự soi chiếu bản thân của mình, tự thay đổi bản thân của mình.
tự vượt qua những cái khó khăn của mình. Giống như bạn sẽ trong một cái thời kỳ mà nó gọi là nó thức tỉnh và nó rất là mệt mỏi, u tối, nó cần nghỉ ngơi đó. Và sau khi bạn bình an trở lại, bạn nhẹ nhàng trở lại, bạn tự tin trở lại, nhiệt huyết trong cuộc sống của bạn quay trở lại, bạn thức tỉnh trong cái mối quan hệ đó cực kỳ mệt mỏi và bạn cảm thấy giống như bạn đi xa bờ, giống như bạn đã bạn giống như bây giờ là bạn đi tìm cái con đường về nhà, hoặc là bạn mắc kẹt một khoảng thời gian nào đó nó mệt mỏi đó. Thì ở đây năng lượng 2 triệu đôi khi á, đó không phải là bạn thì là cái người đó ha, cái người đó là cái người như vậy, cái người đó là cái người mà họ cũng có những cái vấn đề họ bị như vậy. Và người này là Bạch Dương nè, còn là Kim Ngưu Marcus sư nữ, nhưng mà có thể là bất cứ cái cung nào, tại vì trong này nó cũng nhiều cung lắm bạn ha. Ở đây trẻ bài chung nữa cho nên là mình cũng không muốn nói về nhiều cái cung lắm hả. Ở đây thì mình thấy là cái người mà sưởi ấm trái tim của bạn á, là cái người mà đến sau tất cả những cái sự tổn thương và mất mát của bạn. Người này khiến cho bạn cảm thấy là bạn được yêu thương hơn rất nhiều so với người cũ. Và cái người này chính là cầu vòng sau mưa của bạn. Người này chính là cõi đầu mới của bạn. Người này chính là một cái vùng đất mới, một cái cánh đồng mới, những cái cỏ thơm bát ngát mới. Và cái người này với bạn là những cái người đều sẽ ổn định về mặt kinh tế sau khi mà hai người gặp nhau. Giống như kiểu như là tôi mệt quá rồi, tôi không có muốn yêu đương, kiểu như là tình yêu nó chan chứa chàng chè mà nó rốt cuộc là nó làm tổn thương. Và rốt cuộc thì khi mình chọn tiền bạc, mình chọn công việc thì mọi thứ nó lại đến rất là đơn giản, và nó được healing, được chữa lành rất là đơn giản luôn đó. Thì mình thấy là cái người này thì đến với bạn với sự ổn định, người này có tiền bạc giàu có, người này kiểu là họ có thể là họ hào phóng, họ cho bạn, hoặc họ thích giúp đỡ người khác, hoặc họ là một người thích làm từ thiện, hoặc là họ là một người mà kiểu như là mình thấy rằng là bạn đến với cái người này lúc ban đầu á thì nó cũng lãng mạn lắm, nó cũng lãng mạn lắm đó. Đó, nhưng mà chắc chắn là sẽ đến vào cái giai đoạn mà bạn với cái người cũ nó rất là mệt mỏi và nó kiểu như là bạn bị áp lực, bạn bị stress. Nhưng mà vũ trụ thì cũng khuyên bạn đó là đừng có lo lắng và hãy cố gắng nói ra, hãy cố gắng những bất cứ điều gì mà bạn còn lúng túng, còn gấp gáp, còn kiểu như là giữ trong lòng liên quan đến cái người cũ thì bạn hãy nói cho ra hết. Và mình nghĩ rằng là nó yêu cầu bạn là giống như bạn xứng đáng được yêu thương, bạn xứng đáng có một cái mối quan hệ tốt, đàng hoàng. Cho nên là bạn hãy vững tâm nói chuyện với cái người đó với một cái tư cách không phải là mình bị là người bị bỏ rơi hoặc là bất cứ điều gì, mà là nói với tư cách là tôi mạnh mẽ, tôi làm được điều đó, và nếu như là tôi cũng không có cần thiết là phải quỵ lụy đó, là mình cảm thấy là như vậy. Với lại là trong đây thì nó có một cái sự thức tỉnh đối với bạn khá là lớn, là cực kỳ là lớn đó. Nhưng mà ở đây có vẻ như cái năng lượng mình đang nói nãy giờ là năng lượng nam nhiều hơn là năng lượng nữ. Tức nghĩ là bạn nào mà quen với lại cái người nam nào thì cái người nam đó là có thể là họ vừa bước ra khỏi sự mất mát, cái kiểu là vậy ha. Nhưng mà cái người này đến á, cái người này đến á, thì nó sẽ giúp cho bạn hồi phục được cái phần mà bạn đúng bị mất mát bởi người cũ. Cái người này bù vô trong đó. Ví dụ như là người cũ không tôn trọng bạn bao nhiêu, họ xem bạn là một mối quan hệ dự phòng, họ không nói chuyện với bạn, họ im lặng, họ ngắt kết nối, thì ngược lại cái người này họ sẽ khác ha. Họ sẽ khác, họ sẽ muốn, họ sẽ xứng đến, họ sẽ tiến đến. Và họ thực tế, họ không nói suông, họ tiền bạc họ cho bạn, họ đảm bảo cho bạn, và họ cho bạn thấy là bạn xứng đáng được yêu thương. Và họ kiểu giống như là cái lúc mà bạn tương tác với cái người này, giống như họ cho bạn cái quyền quyết định trong mối quan hệ này. Giống như là bạn sao thì họ sẽ đi theo bạn theo giống như vậy. Và bạn giống như là bạn có cái quyền rất lớn, rất tốt trong cái mối quan hệ tình cảm đối với cái người này. Cho nên là cái trải bài này mình cũng cảm thấy rất tốt. Nhưng mà để mà đạt được cái sự tốt đó thì bạn phải làm như thế nào? Bạn phải bước qua được cái nỗi sợ của bạn ha. Đôi khi không phải là nỗi sợ mà là những cái cảm xúc cũ, những cái vấn đề mà mình thấy rằng là bạn cần sự chữa lành đó. Bạn cần một khoảng thời gian im lặng, bạn cần đặt xuống những cái trách nhiệm mà nó quá là kiểu giống như là bạn tự nhiên bạn đeo lên, bạn gánh lên trên vai đó. Và mình nghĩ rằng là
nó đã đến cái lúc mà bạn nên suy nghĩ và làm mọi thứ nó ở một cái hướng là không phải là mình ích kỷ nhưng mà phải có lợi cho bạn. Giống như là tôi phải làm việc, tôi phải có tiền vì điều đó là lợi cho tôi, hoặc là những cái trách nhiệm này thật sự tôi có cần gánh nữa hay không đó, và tôi gánh nó vì điều gì và tôi được cái gì trong đó. Giống như kiểu như là một cái khoảng thời gian là bạn phải set up lại cái cuộc sống của mình nữa đó ha. Ok, mình sẽ kết thúc giải bài này ở đây ha. Các bạn nhớ bấm like cho cái video này cũng như là đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Xin giải bài riêng inbox cho mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở giải bài sau.